truyền thông châu Á tán dương, cổ động viên dành mưa lời khen cho đội tuyển Việt Nam. Màn trình diễn quả cảm của đội tuyển Việt Nam trước đội tuyển Nhật Bản đã khiến những ai theo dõi trận đấu đều phải dành lời người khen. Ở trận ra quân của cả hai đội tại ASEAN Cup 2023, đội tuyển Nhật Bản được đánh giá vượt trội hơn hẳn so với đội tuyển Việt Nam. Thực tế, đội tuyển Nhật Bản cho thấy đẳng cấp của mình khi sớm có bàn thắng vượt lên dẫn trước sau pha đá bồi của Minamino ở phút 11. Tuy nhiên, đội tuyển Việt Nam đã trình diễn lối chơi rất hợp lý. Đình Bắc ghi bàn gỡ hòa cho đội tuyển Việt Nam ở phút 16 sau tình huống đánh đầu ngược đẹp mắt. Đến phút 33, Tuấn Hải giúp Việt Nam vượt lên dẫn ngược 2-1. Phải đến cuối hiệp 1, Minamino, Yoshito, Nakamura lần lượt lập công, đánh bại thủ môn Nguyễn Philip, giúp Nhật Bản dẫn 3-2 sang hiệp 2 dù chơi áp đảo. Đội tuyển Nhật Bản cũng không thể dễ dàng ghi bàn vào lưới của đội tuyển Việt Nam. Đội bóng áo xanh chỉ ghi thêm một bàn thắng nữa để ấn định tỷ số 4-2 chung cuộc. Dù để thua trận nhưng theo đánh giá của giới chuyên môn, đây là trận đấu mà đội quân của huấn luyện viên Chausseur đã ghi dấu ấn đậm nét về mọi mặt. Thống kê sau trận cho thấy, đội tuyển Việt Nam tỏ ra không quá lép với chức ứng viên số 1 cho chức vô địch ASEAN Cup 2023. Đội tuyển Việt Nam tung ra 6 cú sút, 3 trúng đích so với 15 của đội tuyển Nhật Bản. Đội bóng áo đỏ tung ra 529 đường chuyền. Con số này của Nhật Bản là 739. Tỷ lệ chuyền bóng chính xác của đội tuyển Nhật Bản là 86%, trong khi của đội tuyển Việt Nam là 81%. Đội tuyển Việt Nam cũng kiểm soát bóng 41% so với 59% của Nhật Bản. Sau khi trận đấu khép lại, đội tuyển Việt Nam nhận được mưa lời khen của người hâm mộ trên các diễn đàn bóng đá. Quá hay rồi, cầm được bóng và triển khai được lối chơi, hy vọng lưới trẻ này. Thông số tốt nhất của Việt Nam khi đấu với đội lớn. Chuyền được hơn 500 đường, sút được 5, 6 quả thực sự quá tốt. Chắc toàn nhồng lên để phá bóng chuyền được 200, 300 đường sút 1 đến 2 quả là hết nấc. Trận này nói thật là xem thích hơn hẳn trận hòa 1-1, cầu thủ dám phối hợp, dám chơi bóng, thấy được nhiều gương mặt mới, tự nhiên thấy tương lai tuyển sáng quá. Mấy người chê lối chơi kiểm soát bóng của thầy Chausseur, đòi Chausseur nghỉ mở mắt ra mà nhìn. The Football Channel của Nhật Bản tỏ ra bất ngờ trước màn trình diễn của thầy trò huấn luyện viên Philip Chausseur. Tờ báo của Nhật Bản viết, đội tuyển Nhật Bản đã gặp khó khăn trong suốt thời gian 90 phút bóng lăn. Thành thật mà nói, may mắn khiến chúng ta vượt qua đó là việc sở hữu con người tốt hơn đội bạn. Tờ Sóc Sơ bày tỏ, đội tuyển Nhật Bản ghi bàn thắng từ sớm, nhưng sau đó đối mặt với nhiều khó khăn khi để thua hai bàn liên tiếp. Tờ Gôn phiên bản tiếng Nhật trích lời của một bình luận viên nước này bày tỏ sự thán phục về tài năng trẻ Đình Bắc. Đình Bắc đánh đầu ngược sau quả đá phạt góc của Hùng Dũng bên cánh trái. Cú đánh đầu của Đình Bắc đi theo quỹ đạo rất khó vào góc cao khung thành, qua đó san bằng tỷ số 1-1. Tờ Bola của Indonesia tỏ ra ngưỡng mộ trước màn trình diễn của thầy trò huấn luyện viên Chausseur. Đó là những gì mà đại diện của Đông Nam Á mang ra châu lục. Mặc dù đội tuyển Việt Nam để thua đáng tiếc 2-4 trước đội tuyển Nhật Bản trong ngày ra quân, tuy nhiên họ đã liên tục gây khó khăn cho đối thủ xuyên suốt trận đấu diễn ra. Hy vọng rằng đội tuyển Indonesia sẽ thể hiện được phong độ giống với đội tuyển Việt Nam trong ngày ra quân tới đây. AFC cũng phấn khích trước những diễn biến của trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Nhật Bản. AFC đồng loạt đăng bài trên các nền tảng như Facebook và Twitter với nội dung kể từ khi giải đấu được khai màn, đây là trận đấu hay nhất, một màn trình diễn đỉnh cao, hấp dẫn đang được mang đến. Đó chắc chắn là một màn trình diễn dũng cảm từ các chiến binh sao vàng. Thua trận 2-4 trước đội tuyển Nhật Bản nhưng với những gì đã thể hiện, các học trò của huấn luyện viên Chausseur đang mang đến nhiều hy vọng cho người hâm mộ. Cơ hội đi tiếp vẫn còn nguyên với đội tuyển Việt Nam và trước mắt chúng ta sẽ lại chạm trán với đội tuyển Indonesia vào lúc 21:30 ngày 19 tháng 1 tới. Tuyển Việt Nam trở lại mặt đất để chiến thắng. Tuyển Việt Nam xứng đáng nhận nhiều lời khen ở trận ra quân ASEAN Cup. Nhưng lúc này thầy trò ông Chausseur cần trở lại mặt đất để chuẩn bị gặp Indonesia và Iraq. Đáng khen, trận ra quân ASEAN Cup của tuyển Việt Nam được dự báo nhận về một kết quả thất bại nặng nề bởi đối thủ là đội bóng số 1 châu lục, Nhật Bản đang có phong độ rất cao. Nhưng đoàn quân của huấn luyện viên Chausseur có một trận đấu xuất sắc hơn mong đợi, dù chung cuộc vẫn thua 2-4 với Đình Bắc. Phạm Tuấn Hải lần lượt buộc thủ thành Suzuki vào lưới nhặt bóng giúp đội nhà lật ngược tình thế trong hiệp 1 sau khi để Minamino mở tỷ số cho Nhật Bản. Chẳng những gây bất ngờ bằng việc ghi tới hai bàn vào lưới Nhật Bản, điều mà nhiều đội gặp Nhật Bản gần đây đều không làm được. Lối chơi mà tuyển Việt Nam thể hiện cũng xứng đáng nhận về mưa lời khen. Có thể thấy rõ đội bóng trẻ trung của ông Chausseur chơi một cách đầy tự tin, không mắc quá nhiều sai số quá đáng tiếc về chuyên môn dù đối đầu với các ngôi sao hàng đầu châu lục bên phía Nhật Bản. Bên cạnh đó, khả năng chuyển đổi trạng thái và đưa ra các đợt tấn công về phía đối thủ cũng tiến bộ hơn rất nhiều so với các trận đấu trước khiến người hâm mộ nức lòng. Nhưng cần trở lại mặt đất, thất bại với một tỷ số chấp nhận được, cùng lúc chơi tốt dù đối thủ là Nhật Bản rất mạnh rõ ràng rất đáng khen. Nhưng điều đó chẳng có nghĩa tuyển Việt Nam hoàn toàn ổn hay khiến bản thân huấn luyện viên Chausseur yên tâm tuyệt đối cho chặng đường còn lại tại ASEAN Cup. Đành rằng trước một Nhật Bản với những ngôi sao đang chơi bóng ở châu Âu chẳng dễ chống đỡ, hay có thể tổ chức phòng ngự chặt chẽ xuyên suốt cả trận. Tuy nhiên việc để thủng 4 bàn cho thấy bức tường thành trước mặt Nguyễn Philip chưa bọc lót, hỗ trợ cho nhau chưa thật tốt.
hầu hết các bàn thua, hàng phòng ngự tuyển Việt Nam không đưa ra các pha tranh chấp quyết liệt nên để tiền đạo Nhật Bản khá thoải mái dứt điểm. Nhìn kỹ, các hậu vệ phản ứng khá chậm bởi họ lưỡng lự giữa việc bắt người hay truy cản, cùng lúc tuyến tiền vệ về hỗ trợ chưa đủ nhanh nhằm làm tiền đạo đối thủ gặp khó. Điều này ít xảy ra trong các trận đấu gặp chính Nhật Bản dưới thời ông Chao Sier. Bên cạnh đó, khả năng đánh chặn những pha chuyền bóng tạt hay phạt góc từ phía Nhật Bản của các hậu vệ tuyển Việt Nam cũng chưa ổn. Khá nhiều cơ hội đến với ứng viên số 1 cho chức vô địch ASEAN Cup bắt đầu từ miếng tấn công này. Nói như thế không hẳn chê trách hàng phòng ngự của tuyển Việt Nam, nhưng sau những bay bổng hay nhận nhiều lời khen từ truyền thông, người hâm mộ hay cả đối thủ Nhật Bản có lẽ đến lúc thầy trò ông Chao Sier cần trở về với thực tế rằng họ chưa ổn nhất và chặng đường còn lại vẫn rất trông gai. Huấn luyện viên Isi muốn Thái Lan học hỏi Việt Nam để đánh bại Kyrgyzstan. Huấn luyện viên Masatada Isi rất ấn tượng khi Việt Nam gây khó cho Nhật Bản. Ông mong tuyển Thái Lan học hỏi Việt Nam để đánh bại Kyrgyzstan, đội từng thắng thầy trò huấn luyện viên Chao Sier 2-1 trong trận giao hữu cách đây vài ngày. Có quá nhiều điều để chiến lược gia Nhật Bản Masatada Isi lên tiếng so sánh với Việt Nam trước khi tuyển Thái Lan ra quân trận đầu gặp Kyrgyzstan tại ASEAN Cup. Thứ nhất, Kyrgyzstan là quân xanh của tuyển Việt Nam chiều ngày 9 tháng 1 trên đất Qatar và Việt Nam thua 1-2. Thứ hai, tuyển Việt Nam ra quân trận đầu bảng D, dù thua Nhật với cách biệt 2 bàn 2-4, nhưng Việt Nam đã trình diễn một lối chơi cực chất, thậm chí còn vượt lên dẫn 2-1. Điều đó khiến tuyển Nhật phải tập trung cao độ nhất và tôn trọng nhất khi đội bóng đồng hương của Masatada Isi mới thắng ngược 4-2. Việt Nam là đội có giá trên sàn chuyển nhượng thấp nhất trong 24 đội, còn Nhật Bản cao nhất. Trước khi ra quân trận đầu gặp đối thủ Trung Á Kyrgyzstan, đội vừa thắng Việt Nam 2-1 trong trận đấu, cả hai chủ động kiếm cổng để không bị đối phương bắt bài. Huấn luyện viên Isi của Thái Lan lệnh cho các trợ lý, bộ phận chuyên môn tìm và mổ băng trận đấu. Tuy nhiên Thái Lan không có được băng hình trận Kyrgyzstan thắng Việt Nam 2-1 chiều ngày 9 tháng 1. Cuối cùng các bộ phận chuyên môn của Thái Lan gửi băng hình trận đấu Kyrgyzstan thua Malaysia 3-4 ngày 16-11 và Kyrgyzstan thắng Oman 1-0 ngày 21 tháng 1. Đó là hai trận đấu trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2026, ASEAN Cup 2027 và huấn luyện viên Isi đã lên đấu Pháp. Cuộc chạm trán giữa Thái Lan và Kyrgyzstan lúc 21:30 tối nay, ngày 16 tháng 1 khi cả hai đều muốn đánh bại nhau để tăng hy vọng đi tiếp vào vòng 16 đội ASEAN Cup. Huấn luyện viên Isi cho rằng việc thiếu hai trụ cột Chanathip và Rangja không ảnh hưởng đến sức mạnh của Thái Lan. Các cầu thủ trẻ mang bầu nhiệt huyết và tràn trề năng lượng, khát khao cống hiến và mỗi cầu thủ đều có thể mang lại bước ngoặt cho trận đấu. Isi cũng cho rằng trận thua 0-5 trước Nhật đã làm cho tuyển Thái Lan có được bài học quý giá cho cuộc chạm trán này. Nói về Việt Nam gây khó đội bóng đồng hương Nhật Bản còn Thái Lan thua 0-5, huấn luyện viên Masatada Isi nhận xét, Việt Nam là đội Đông Nam Á đã gây khó thực sự cho Nhật Bản, họ chiến đấu đến cùng và thua 2-4 chung cuộc. Nhiều cầu thủ trong tuyển Thái Lan hôm nay cũng đủ sức làm được điều đó. Thái Lan cũng đến từ ASEAN, tôi muốn các cầu thủ của mình chơi như Việt Nam, không bỏ cuộc và thi đấu như những chiến binh trong suốt trận đấu. Trong khi đó, huấn luyện viên Stefan Takovic của Kyrgyzstan nói, chúng tôi đã chuẩn bị 100% cho trận đấu với Thái Lan và chúng tôi nghĩ đến kết quả tích cực nhất khi đối đầu Thái Lan. Còn đội trưởng Thirathong thì nhận xét, Kyrgyzstan là đội bóng mạnh, họ chơi cánh với những cầu thủ chạy cánh rất ấn tượng, chúng tôi phải tập trung cao độ nhất. Đây là một trận đấu có nhiều những điều đáng xem và cơ hội chia đều cho cả hai đội. Những trận đấu đáng xem đêm 16 rạng sáng ngày 17 tháng 1, Mancini loại 3 trụ cột của Saudi Arabia. Thái Lan đá trận đầu tiên ở ASEAN Cup gặp đội từng thắng Việt Nam trong trận giao hữu là Kyrgyzstan. Trong khi đó, huấn luyện viên Mancini loại Keita về đề trước giờ sung trận của Saudi Arabia. Tối 16 và rạng sáng ngày 17 tháng 1, có những trận đấu rất đáng xem tại ASEAN Cup 2023, khi đội bóng cuối cùng thuộc khu vực Đông Nam Á là Thái Lan ra quân. Trong khi đó, huấn luyện viên Roberto Mancini đã gạch tên 3 Keita, cây đề của đội tuyển Saudi Arabia khỏi danh sách dự ASEAN Cup, trong đó có đội trưởng lâu năm Salman Al Farai, cầu thủ cũng từng ghi bàn vào lưới tuyển Việt Nam hồi giai đoạn 3 vòng loại World Cup 2022. Chiến lược Ý Roberto Mancini vô cùng sốc khi biết 3 trụ cột lâu năm của tuyển Saudi Arabia lại có thái độ quá tệ hại khi khoác lên người chiếc áo đầy vinh dự là đội tuyển quốc gia, đá giải lớn như ASEAN Cup. Cả 3 đều là những trụ cột mà ông thầy người Ý Mancini đặt nhiều kỳ vọng gánh tim, nhưng thái độ của họ thì quá nghiệp dư khi không chịu khoác áo tuyển Saudi Arabia đá giao hữu. Khi đội đến Qatar rất sớm, ngay ngày đầu năm mới mùng 1 tháng 1 năm 2024. Đó là đội trưởng Salman Al Farai, thủ môn Nawab Al Akidi và trung vệ trụ cột Sultan Ghanam, cả 3 đều bị Mancini gạch tên khỏi danh sách cuối cùng. 26 tuyển thủ Saudi Arabia dự ASEAN Cup 2023. Cả 3 trụ cột này đều có chung một suy nghĩ là không muốn khoác áo. Saudi Arabia đá những trận giao hữu ra soát đội hình trước thềm ASEAN Cup 2023. Saudi Arabia có 3 trận giao hữu. Mancini cảm thấy 3 học trò của mình dường như rất cao ngạo đưa ra yêu sách miễn trừ cho họ đá giao hữu và chờ vào giải.
Một nhà cầm quân lão luyện tại châu Âu như Mancini đã quen tính chuyên nghiệp. Nhưng khi sang châu Á, khi đến đất nước của những ông hoàng, tỷ phú, còn cầu thủ thì triệu phú thì Mancini mới thấy sự khác biệt và chiến lược ra ý sốc thực sự với tinh thần thiếu chuyên nghiệp của các tuyển thủ. Huấn luyện viên Roberto Mancini chấp nhận vắng ba trụ cột nhưng vẫn không thay đổi mục tiêu là nỗ lực đưa Saudi Arabia lên ngôi vô địch châu Á. Mancini giải thích các cầu thủ cần phải ra sân để đủ thời lượng chơi cùng nhau, tạo nên tính ăn ý vì sân chơi ASEAN Cup rất khốc liệt, thiếu thời lượng chơi cùng nhau là không được. Mancini nói thêm, cả ba cầu thủ này không muốn khoác áo tuyển quốc gia đá giao hữu. Tôi nghĩ đó là quyền của họ, còn tôi loại họ khỏi đội tuyển Saudi Arabia, đó là quyền của tôi. Lúc 0 giờ 30 ngày 17 tháng 1, Saudi Arabia và Mancini kích hoạt cuộc chinh phục ngôi vương châu Á bằng trận gặp Oman. Mục tiêu của Saudi Arabia là thắng trận. Mancini cho rằng thiếu ba cầu thủ trụ cột có tinh thần kém cũng không sao cả, không có họ chỉ làm cho đội mạnh lên. Trong tối nay ngày 16 tháng 1, đại diện Đông Nam Á thứ tư là Thái Lan ra quân gặp Kyrgyzstan 21 giờ 30. Cũng ở bảng F, Saudi Arabia đối đầu với Oman vào lúc 0 giờ 30 phút rạng sáng mai ngày 17 tháng 1, như vậy lần lượt Việt Nam đến Indonesia, Malaysia toàn thua trận đầu, nay đến Thái Lan xuất quân gặp Kyrgyzstan. Mục tiêu của thầy trò huấn luyện viên Masatada Ishii là đánh bại đại diện Trung Á. AFC ASEAN Cup 2023, Việt Nam quyết giành 3 điểm trước Indonesia. Buổi tập chiều ngày 16 tháng 1 của đội tuyển Việt Nam diễn ra vào lúc 17 giờ giờ địa phương. Trong buổi tập này, trung vệ Việt Anh đã phải tập riêng. Việt Anh đã thi đấu đủ 90 phút trước Nhật Bản và đây là trận đấu rất vất vả của anh cùng các đồng đội. Có lẽ vì thế cầu thủ này không có được thể trạng tốt nhất và phải có những bài tập riêng cùng huấn luyện viên thể lực. Các cầu thủ đội tuyển Việt Nam được chia thành hai nhóm, nhóm các cầu thủ thi đấu trận Nhật Bản tập riêng với những bài tập thể lực hồi phục nhẹ nhàng, còn nhóm các cầu thủ chưa thi đấu trận gặp Nhật Bản thực hiện những bài chuyền bóng và di chuyển liên tục. Toàn đội đã theo dõi trận đấu giữa Indonesia và Iraq và cũng có đánh giá về đối thủ sắp tới. Trao đổi với phóng viên thông tấn xã Việt Nam, cầu thủ Phạm Xuân Mạnh cho biết, hôm qua toàn đội cũng đã cùng nhau xem trận đấu giữa Indonesia và Iraq. Indonesia là một tập thể có tinh thần chiến đấu rất cao, sự gắn kết trong đội hình chắc chắn. Đây sẽ là một trận đấu khó khăn cho đội tuyển Việt Nam. Toàn đội đã tập trung trở lại và tập luyện nghiêm túc cho trận đấu với Indonesia. Trận tiếp theo đội tuyển Việt Nam sẽ đá lúc 5 giờ 30 phút chiều, nên dịp đội tập muộn khá hợp lý. Xuân Mạnh là một trong những cầu thủ kỳ cựu của các đội tuyển và đội trẻ Việt Nam. Trong một tập thể gồm nhiều cầu thủ trẻ, chưa thi đấu quốc tế nhiều, những kinh nghiệm của đàn anh có ý nghĩa quan trọng. Phạm Xuân Mạnh nói, cá nhân tôi cảm thấy rất may mắn vì đợt tập trung lần này được huấn luyện viên trao niềm tin. Đây là lần thứ ba tôi được tập trung cùng đội tuyển và tôi cũng cố gắng nắm bắt những chiến thuật của huấn luyện viên. Bản thân tôi lúc này là một trong những người khá lớn tuổi của đội tuyển. Tôi đã trải qua kinh nghiệm các giải đấu của đội tuyển, nên trong trận đấu có những thời điểm các em làm chưa tốt mình sẽ có những góp ý. Với việc chưa có điểm nào trong ngày ra quân, mục tiêu của đội tuyển Việt Nam trong trận đấu tới sẽ phải là 3 điểm để nuôi hy vọng đi tiếp. Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam gặp đội tuyển Indonesia sẽ diễn ra ngày 19 tháng 1 trong khuôn khổ bảng D ASEAN Cup 2023.